bài giảng hôm nay của thầy là bài bài 52 tức là thầy đặt cái số này bằng cái điều 52 luôn nói về lý thuyết điều 52 luật viên chức 2010 và sửa đổi giữ nguyên cái điều 52 này trong 2019 thì để chúng ta trả lời câu hỏi trắc nghiệm về điều 52 thì chúng ta phải nắm được lý thuyết về điều 52 hai từ lý thuyết các thầy đã chuyển thể thành câu hỏi trắc nghiệm cho điều 52 thì học viên ôn luyện cho nó dễ dàng và trên phần mềm hình thức trắc nghiệm .vn các thầy giáo đã đưa lên phần mềm các dạng câu hỏi trắc nghiệm và lý thuyết có phần tóm tắt rồi à, đưa chuyển thể từ lý thuyết sang câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung môn tiếng anh môn tin thi môn trắc nghiệm cho học viên à, ôn tập dự tuyển viên chức và thăng hạng viên chức thì các thầy à, đọc mà chuyên đi dạy cho nên là chuyển thể câu hỏi phải mang tính chất là nội dung với làm được hiểu về nội dung mới làm được và các câu hỏi trắc nghiệm nó phải đúng cái mục đích của kỳ thi tức là phải phân loại được học viên để à, có những em mà có năng lực tốt hơn trình độ tốt hơn thì trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức và thăng hạng viên chức thì học viên có nhu cầu ôn luyện trên cái phần mềm à, vừa rèn à, luyện kỹ năng thi thực hành trên máy tính và ôn các dạng câu hỏi trắc nghiệm à, môn kiến thức chung môn tiếng anh môn tin tiếng thức trắc nghiệm hãy gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo số điện thoại trên màn hình 0943078123 hoặc số thứ hai là 0912595654 sẽ được cấp cái ký danh và cái mật khẩu đăng nhập phần mềm để chúng ta ôn luyện hệ thống câu hỏi trắc nghiệm một kiến thức chung một tiếng Anh một tin tiền thức trắc nghiệm thì bài hôm nay thầy giáo sẽ giảng về điều năm hai của luật viên chức 2010 và năm 2019 về lý thuyết và sau đó là chuyển thể thành câu hỏi trắc nghiệm thì như vậy thì gì điều 52 thì luật viên chức 2010 và luật 2019 sửa đổi được giữ nguyên điều 52. Các hình thức kỷ luật đối với viên chức thì khoản 1 viết này, viên chức vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau đây. Thì ta để là A, B, C, D tức là có bốn hình thức là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc. À, chúng ta để ý đây có bốn hình thức nhé hình thức hạ bậc lương thì không có đối với công chức thì có đây không có nhé hay là à, cách chức bởi giáng chức cũng không có bãi nhiệm miễn nhiệm không có này à, như vậy chỉ có là khiển trách cảnh cáo cách chức buộc thôi việc thì cái cách chức này như vậy viên chức thì nó có hai loại một loại viên chức quản lý và viên chức không quản lý như vậy viên chức quản lý thì có thêm hình thức à, cách chức thì như vậy viên chức không quản lý thì sẽ có 3 hình thức thôi Là khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc Còn viên chức quản lý thì có 4 hình thức Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc Như vậy viên chức quản lý có nhiều hình thức kỷ luật hơn viên chức không quản lý Viên nhiều hơn một thôi Đấy, nhiều hơn một Đó như vậy chúng ta rút được kết luận là viên chức quản lý có bốn hình thức viên chức không quản lý thì có ba hình thức chúng à, ta để ý thế thôi và nên viên chức quản lý thì nhiều hơn một hình thức Đấy, để, để chúng ta làm câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất định lượng à, khoản 2 là viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức tại khoản 1 điều này tức là 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 bốn hình thức thầy vừa nêu trên còn có bị có thể bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan đấy còn có có thể bị hạn chế nhé à, đây đây là một hoạt động hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật liên quan khoản 3 này hình thức kỷ luật cách chức chỉ áp dụng với viên chức quản lý đấy các em chú ý nhé chỉ áp dụng với viên chức quản lý thôi khoản 4 này quyết định kỷ luật sẽ được lưu vào hồ sơ viên chức đã sẽ được lưu vào hồ sơ đấy, chúng ta sẽ để ý là được lưu nhé à, chính phủ quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật trình tự thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với viên chức đây chúng ta phải để ý là cơ quan nào quy định thì phải bôi vàng đây quá trình học lý thuyết để chúng ta làm câu hỏi là cơ quan nào quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật trình tự thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật với viên chức thì đáp án đúng chính là chính phủ đây để các phương án gây nhiễu để chúng ta lầm tưởng thì như vậy là chỉ có năm cái dòng thôi năm cái dòng lý thuyết của điều năm hai thì bây giờ các thầy chuyển sang mấy chục câu hỏi liền về cái điều năm hai à, cho nên là các thầy chuyên đi dạy cho nên là truyền thể câu hỏi rất là hay rất logic và học viên phải hiểu nội dung ở trong cái điều năm hai này chúng ta mới làm được câu hỏi trắc nghiệm à, hệ thống câu hỏi mang tính chất phân loại học viên để phục vụ cho cái kỳ thi mà cho nên học viên ôn thi thì phải ôn à, các loại câu hỏi phân loại học viên chứ còn ôn các cái loại câu hỏi ấy là mang tính chất là tìm hiểu về luật thì nó không phân loại học viên à, thì cũng tốt thôi nhưng mà nó không phân loại chúng ta phải làm được hệ thống câu hỏi phân loại thì kỳ thi đấy mới mà mới chúng ta mới có thể đạt yêu cầu thì sau đây thầy giáo chuyển thể cái điều năm có năm dòng này sang mấy chục câu hỏi à, trắc nghiệm và trả lời luôn cho các em à, đó thế thì đây Thì đây bắt đầu từ th câu năm bảy nhá phần cái file này các thầy cũng up lên phần mềm à Cơ quan nào quy định việc áp dụng hình thức kỷ luật trình tự thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với viên chức? thì về loại câu hỏi cơ quan nào chính là chính phủ đây. Thầy giáo vừa vừa nêu cái cách học đấy mà đây chính là thời giáo chuyển thể từ khoảng năm đấy. À, cơ quan nào quy định cái 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 này? Đấy, cái chỗ bôi 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 đỏ đây này. Đấy, thì như vậy học các em chú ý cái bôi vàng cái này lên. Các em nhớ đây cái là lập tức ta làm được cái loại câu hỏi này thôi là chính phủ quy định còn gây nhiễu là phương án gây nhiễu quốc hội nhà nước bộ nội vụ. Đấy, câu tiếp theo hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với viên chức? À, chúng ta để ý là gì không áp dụng đối với viên chức nhé? Thì ta để ý khiển trách là áp dụng này cảnh cáo áp dụng này cách chức buộc thôi việc này. Để không có đáp án nào đúng thì đây là cái cái phương án loại trừ. Thì chúng ta đã tìm ra được là hạ bậc lương. còn này thầy phân tích hạ bậc lương nó không phải là hình thức kỷ luật đối với viên chức. Cho nên phương án hạ bậc lương là không áp dụng đối với viên chức, không áp dụng hình thức kỷ luật với viên chức. Đó. Người ta, ta nắm được cái là ta sẽ làm được cái loại cái câu hỏi này. Câu 59 là hình thức kỷ luật nào sau đây là áp dụng với viên chức quản lý nhé. Các em chú ý viên chức quản lý. Đó. Thế thì uh, khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc. nó Viên chức quản lý thì nó có bốn hình thức mà. Thì đây là cách chức là một này buộc thôi việc là hai kiểm trách là ba cảnh cáo là bốn như vậy bốn hình thức cho nên tất cả các phương án đều đều đúng Đấy. Đấy, câu 60 hình thức kỷ luật nào sau đây áp dụng đối viên chức không quản lý đấy nó có nó, nó, nó có nó hai loại các thầy tách ra là không quản lý thì khiển trách này à, buộc thôi việc cảnh cáo này tất cả phương án đều đúng nó có ba hình thức thôi nó không có cái chức đấy như vậy đáp án đúng là tất cả phương án đều đều đúng câu số một hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với viên chức là gì không quản lý à, hỏi về không quản lý nhá thì hạ bậc lương là nó nó không phải là nó không có trong hình thức kỷ luật chỉ có khiển trách buộc thôi việc cảnh cáo thôi chúng ta chọn phương án c đây là hỏi là không phải mà không phải hình thức kỷ luật mà cho nên c hạ bậc lương là đáp án đúng câu 62 là hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật của viên viên chức quản lý nhá À, của, của, của viên chức quản lý thế thì ở đây là giáng chức như vậy là à, chỉ có cách chức thôi chứ không có giáng chức cách chức buộc thôi việc thiện trách cảnh cáo đáp án giáng chức là đáp án đúng của câu hỏi 62 câu 63 cái dạng cũng tương tự là hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với viên chức quản lý à, sự phạt hành chính hoặc giáng chức đấy chúng ta chọn đáp án xử phạt hành chính hoặc giáng chức là đáp án đúng và kiểm trách cảnh cáo buộc thôi việc cách chức Đây là hình thức kỷ luật đối với viên chức quản lý rồi Cái Câu 64 hình thức kỷ luật nào sau đây không phải nha Chú ý chứ không phải là hình thức kỷ luật viên chức không quản lý Kiểm trách là phải này Buộc thôi việc là phải này Cảnh cáo là phải này xử phạt hành chính là không Không phải này Như vậy đáp án D xử phạt hành chính là đúng này Câu tiếp theo là hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng với viên chức không quản lý. À, như vậy kiểm trách là à, viên chức không quản lý buộc thôi việc này cảnh cáo này như vậy cách chức là không áp dụng đối với viên chức không quản lý Đấy, ta nắm chắc là ta làm loại câu hỏi này rất nhanh à, có bao nhiêu hình thức kỷ luật đối với viên chức không quản lý nhé thì đây ta thấy có ba hình thức nãy thầy phân tích rồi viên chức quản lý thì có bốn hình thức viên chức không quản lý thì chỉ có ba thôi ba là ra văn đúng còn năm bốn à, 2 là đáp án gây gây nhiễu đây này 2, 4, 5 là đáp án gây nhiễu đó thế câu 67 theo luật viên chức sửa đổi này năm 2010 và luật 2010 này có bao nhiêu hình thức kỷ luật đối với viên chức quản lý thì thầy giáo đã phân tích là có 4 đúng không 4 hình thức đáp án đúng là 4 Còn 3 2, 5 đây là gây nhiễu đó. thì chúng ta phải nhớ thấy, chúng ta khi học lý thuyết thì phân tích như vậy nên chúng ta phải làm một loại câu hỏi này câu 68 hình thức kỷ luật đối với viên chức quản lý nhiều hơn hình thức kỷ luật với viên chức không quản lý là bao nhiêu là một hình thức đúng không Đấy, phải phân tích là một hình thức là đáp án đúng phần hai là gây nhiễu 3 là gây nhiễu 4 là gây nhiễu à, câu 69 hình thức kỷ luật nào sau đây không phải à, chú ý chứ không phải nha là hình thức kỷ luật đối với viên chức quản lý nha à, kiện trách cảnh cáo buộc thôi việc cách chức là là hình thức đối với viên chức quản lý rồi thôi. thôi giữ chức vụ bầu đó là phương án không phải là hình thức kỷ luật với viên chức quản lý Cho nên đáp án D là đáp án đúng Câu 70 Hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật với viên chức quản lý Đấy Thì ta đi ý bài nhiệm là không phải Đấy Chỉ có kiến trách cảnh cáo buộc thôi việc các chức thôi Còn bãi nhiệm là là không phải Theo luật nó nó không có hình thức bãi nhiệm Câu 71 Hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với viên chức quản lý Miễn nhiệm Đúng không chúng ta thấy ngay miễn nhiệm là không phải. để là văn đúng. ABC là gây nhiễu. Đấy, à, kiện trách cảnh cáo buộc thôi việc cách chức đây là bốn hình thức với viên chức quản lý rồi. còn cái miễn nhiệm này là không có trong luật. Câu 72 viên chức quản lý bị kỷ luật sau khi bị hạn à sau đây bị hạn chế. viên chức không quản lý nhá. viên chức không quản lý Đấy. bị hình thức kỷ luật nào sau đây thì bị hạn chế nghề nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật có liên quan. thì như vậy là à, kiểm trách thì buộc thôi việc cảnh cáo. thì ba hình thức này mà có liên quan thì cũng có thể là bị thêm và hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan nữa. cho nên đáp án tất cả phương án là là đáp án đúng. câu 73 à, quyết định kỷ luật của viên chức được lưu vào hồ sơ viên chức là đáp án đúng rồi này. Đáp án gây nhiễu là công khai tại đơn vị nơi viên chức làm việc. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, tất cả phương án. Thì công khai à, tại đơn vị nơi làm việc thì không ghi trong luật. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng cũng không ghi trong luật. Trong luật chỉ ghi là lưu vào hồ sơ viên chức thôi. Cho nên đáp án đúng là lưu vào hồ sơ viên chức. Đấy thì chúng ta để ý là gì chuyển thể từ câu hỏi trắc nghiệm sang À, lý thuyết à, rồi lý thuyết ấy, chuyển sang câu hỏi trắc nghiệm thì nó cũng rất là là logic với nhau và nó mang tính chất phân loại học viên thì trên phần mềm này có rất nhiều dạng câu hỏi các thầy đã chuyển thể đối với môn kiến thức chung à, học viên có nhu cầu liên lạc với thầy giáo theo số điện thoại 094 3078 123 và 0912 59 56 54 sẽ được cấp cái ký, ký danh mật khẩu đăng nhập phần mềm và phần mềm này trong thời gian qua đã có rất rất nhiều học viên ôn luyện trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức và thăng hạng viên chức nhắn tin lại cho thầy giáo chúng em đã đậu rồi cảm ơn thầy giáo và các em thấy video của các thầy hay bổ ích hãy ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút hình chuông để nhận video bài giảng tiếp theo của thầy hãy cảm ơn các em